Bản tin thời sự an ninh ngày 31 tháng 12. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng kênh TV 24 giờ cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình an ninh xã hội trong nước. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố. 21 tháng tù giam cho 4 đối tượng xúi dục người dân quấy rối. Yêu cầu nhân viên bỏ khẩu trang hô khẩu hiệu, giám đốc lĩnh 3 năm tù. Đột nhập nhà dân, phá két lấy trộm tiền tỷ. Ngày cuối năm, ngỡ ngàng nhận lại xe máy từ cảnh sát 141. Công an Đồng Nai chỉ ra biển số giả trong vụ 2 xe Audi trùng số đẹp. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh bắt đối tượng cướp giật điện thoại trên phố. Hà Nội truy xét đối tượng cướp giật chiếc túi xách của người phụ nữ. Thiếu nữ 16 tuổi nghi mất tích, phát hiện định vị điện thoại ở Trung Quốc. Đốt pháo đêm Noel, một thanh niên bị khởi tố. Huế tạm giữ hơn 300.000 gói thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Sau đây là thông tin chi tiết. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố. Tối ngày 30 tháng 12, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đơn vị này vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Vũ Lâm, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định. Ông Lâm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố để điều tra do liên quan tới các vi phạm về bồi thường, tái định cư, gây thất thoát tiền của nhà nước. Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo cho Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc để điều tra, làm rõ những sai phạm liên quan đến thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện Yên Định có dấu hiệu bất minh xảy ra trong các năm 2018 đến 2019. Giai đoạn ông Lưu Vũ Lâm đang làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Định. Hiện những sai phạm của ông Lưu Vũ Lâm chưa được công bố, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý. 21 tháng tù giam cho 4 đối tượng xúi dục người dân gây rối. Ngày 30 tháng 12, Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nhóm người xúi dục người dân đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập 1 gây rối, đòi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19. 4 bị cáo gây rối trật tự công cộng được đưa ra xét xử gồm Phan Văn Hồng, 37 tuổi, Ngô Thanh Tuấn, 45 tuổi, Nguyễn Văn Quê Em, 35 tuổi và Nguyễn Hòa Em, 38 tuổi. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Phước, khoảng 8 giờ ngày 8 tháng 10, xuất phát từ việc chị Trần Thúy Duy, 32 tuổi, ngất xỉu khi tham gia tuần hành trái quy định để đòi tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên 4 bị cáo này đã vu khống lực lượng công an là tác nhân gây nên việc chị Duy bị ngất xỉu để kích động người dân đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước gây áp lực cho chính quyền địa phương. Trong đó Tuấn là người chủ mưu, khởi xướng cùng với Hồng thực hiện tích cực, quyết liệt nhất, Hòa Em và Quê Em thực hiện tội phạm độc lập. Trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến gần 13 giờ cùng ngày, cả 4 bị cáo đã la hét, vu khống, kích động từ tỉnh lộ 866B, đoạn gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập 1. Hành vi của các bị cáo đã làm cho người dân hiểu sai sự thật, tạo điều kiện kích động, lôi kéo người dân có nhận thức lệch lạc tham gia tuần hành, gây mất an ninh chính trị, gây hoang mang nghi ngờ, làm mất lòng tin trong nhân dân đối với nhà nước và chính quyền xã Tân Lập 1. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có thân nhân tốt, chưa tiền án tiền sự. Các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Qua đó, hội đồng xét xử tuyên Đỗ Thanh Tuấn 9 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hồng 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Quê Em 3 tháng tù giam, Nguyễn Hòa Em 3 tháng tù giam. Yêu cầu nhân viên bỏ khẩu trang hô khẩu hiệu, giám đốc lĩnh 3 năm tù. Ngày 30 tháng 12, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Quang Trọng, sinh năm 1992 tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Amida, Thẩm mỹ viện quốc tế Amida, có địa chỉ tại số 539 Điện Biên Phủ và số 222 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng, do Nguyễn Quang Trọng làm giám đốc và Nguyễn Thị Phương Anh, vợ Trọng, làm tổng giám đốc. Vào tối ngày 2 tháng 5, Trọng và Anh đã triệu tập 36 nhân viên của công ty đến tham dự một cuộc họp được tổ chức tại phòng họp tầng 5, phòng họp chỉ rộng gần 55 m² của tòa nhà địa chỉ số 222 Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Trước và trong khi vào cuộc họp này, tất cả những người tham dự cuộc họp đều đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi đến phần nội dung, truyền lửa, đọc mục tiêu và hô khẩu hiệu, các nhân viên vẫn đeo khẩu trang nên không thể đọc và hô to được. Thế vậy, Trọng đã yêu cầu tất cả các nhân viên trong cuộc họp bỏ khẩu trang ra và yêu cầu mọi người hô to nhiều lần các câu mục tiêu "tôi nhất định làm được". Các nhân viên làm theo yêu cầu của Trọng nhiều lần trong khoảng thời gian từ 5 đến 10 phút. Sau khi cuộc họp nêu trên diễn ra thì tại Thẩm mỹ viện quốc tế Amida, địa chỉ 222 Phan Châu Trinh đã xuất hiện chùm ca bệnh dịch Covid-19 với 65 ca, trong đó 54 ca tại thành phố Đà Nẵng, gồm 31 nhân viên và 23 người tiếp xúc, 11 ca tại 4 tỉnh thành, 7 nhân viên và 4 người tiếp xúc. Hậu quả, ổ dịch Thẩm mỹ viện quốc tế Amida gây thiệt hại cho việc điều trị, truy vết phòng chống dịch với tổng kinh phí liên quan đến các nhân viên Thẩm mỹ viện quốc tế Amida hơn 11,8 tỷ đồng. Đột nhập nhà dân, phá kết lấy trộm tiền tỷ. Ngày 30 tháng 12, Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Minh, đối tượng phá kết, trộm cắp tài sản trị giá cả tỷ đồng. Hồi 15 giờ ngày 19 tháng 12, Nguyễn Tuấn Minh sinh năm 1980, trú ở ngõ 251 Trương Định, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, chuẩn bị kích đục, cho vào ba lô, một mình điều khiển xe máy đến khu vực phường Văn Quán, quận Hà Đông với mục đích tìm kiếm trộm cắp tài sản của các nhà dân. Khoảng 18 giờ, sau khi phát hiện một căn hộ tại khu đô thị Văn Quán không có ai ở nhà, đã đóng cửa tắt đèn, Minh tìm cách đột nhập. Sau khi vào được nhà, tại tầng 3 phòng ngủ, Minh phát hiện két sắt để ở góc phòng. Với những công cụ trợ giúp mang theo, Minh dễ dàng khoáng sạch, lấy 6.200 đô la Mỹ. Tại phòng trang điểm, Minh cũng tiến hành cạy tủ, lấy hơn 160 triệu đồng và một số món đồ trang sức đắt tiền như nhẫn, dây chuyền khuyên tai. Tất cả số tài sản trộm cắp được, Minh mang về nhà kiểm đếm cất giấu. Tối cùng ngày, Minh đưa cho vợ 100 triệu đồng và 6.200 đô la Mỹ để mang đi trả nợ. Hôm sau, Minh đưa vợ đến ngân hàng đổi ngoại tệ và chuyển khoản 240 triệu trả nợ. Số còn lại, Minh mang đến cất giấu ở nhà mẹ vợ. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng tiến hành rà soát, truy xét các manh mối đối tượng để lại hiện trường. Biết bị cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện, ngày 24 tháng 12, Minh đã đến cơ quan công an xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày cuối năm ngỡ ngàng nhận lại xe máy từ cảnh sát 141. Chiều ngày 30 tháng 12, tổ công tác Y11 141 do thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải làm tổ trưởng, phối hợp với công an phường Thượng Đình thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, giữa dòng phương tiện đông đúc ngày cuối năm trên đường, các trinh sát phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy Vespa màu đen, biển kiểm soát 29B1-66343, di chuyển theo hướng đi ngã tư Sở, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra hành chính. Tại chốt 141, mặc dù được cảnh sát thông báo kiểm tra hành chính, nhưng người điều khiển quanh co, không xuất trình được giấy tờ liên quan. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ của tổ Y11 nhanh chóng kiểm tra thông tin của xe. Qua đó phát hiện, biển số hiện đang sử dụng cho chiếc xe lại không trùng khớp với thông tin tra cứu từ số khung và số máy khi cho ra biển số khác là 29E2-66698. Tiếp tục xác minh thông tin về biển kiểm soát 29E2-66698, cảnh sát phát hiện đây chính là chiếc xe máy tang vật trong vụ trộm cắp hồi tháng 11 năm 2020. Cán bộ của tổ Y11 sau đó đã tìm được chủ xe là anh Giáp Thành Long, sinh năm 2000, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội và hướng dẫn anh Long làm các thủ tục nhận lại tài sản. Khi nhận được thông tin, phía cảnh sát đã phát hiện chiếc xe, anh Long rất vui mừng, xúc động. Anh cho biết chiếc xe máy là một tài sản lớn của mình, nhưng không may bị kẻ gian đánh cắp khi đi làm. Hơn một năm sau đó, anh quá bất ngờ bởi không nghĩ rằng sẽ có ngày chiếc xe trở về với mình nếu không nhờ tinh thần trách nhiệm đấu tranh, chống lại tội phạm của lực lượng công an và đặc biệt là tổ công tác Y11. Trong niềm vui khôn xiết, anh Long đã viết thư cảm ơn chân thành gửi tới tổ công tác. Liên quan đến người điều khiển chiếc xe được xác định là Nguyễn Viết H, sinh năm 1961, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Mặc dù bị cảnh sát phát hiện điều khiển xe máy trộm cắp, nhưng H vẫn tỏ ra lì lợm, quanh co với những lời giải thích khó tin. Khi cho biết anh chỉ đi mượn xe của bạn, nhưng bạn nào thì chính tên này cũng không rõ. Nguyễn Viết H cùng tang vật sau đó đã được tổ công tác Y11 bàn giao về công an phường Thượng Đình để tiếp tục điều tra. Công an Đồng Nai chỉ ra biển số giả trong vụ hai xe Audi trùng số đẹp. Ngày 30 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra thông báo truy tìm chủ nhân chiếc ô tô hiệu Audi. Đây là tang vật có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc. Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10 năm 2019, ông DNT, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai, lên mạng xã hội tìm mua xe ô tô. Lúc này ông T thấy NVP, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, đang bán xe ô tô nhãn hiệu Audi màu trắng biển số 51F83878 với giá 1,3 tỷ đồng. Ông T đồng ý mua xe trên của P. Vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, người đàn ông TP đi cùng với một thanh niên khác không rõ lai lịch nhân thân, mang chiếc Audi đến nhà ông T tại huyện Xuân Lộc để thực hiện giao dịch mua bán xe. Tại đây ông T đưa trước cho P 700 triệu đồng, thỏa thuận số còn lại sẽ đưa sau khi hoàn tất các thủ tục sang tên. Lúc này P cũng viết giấy tay bán xe cho ông T và đưa giấy tờ xe cho ông T. Nhưng sau đó ông T nhiều lần gọi điện cho P thì không liên lạc được. Ngày 25 tháng 12 năm 2019, ông T lái xe Audi lên thành phố Biên Hòa thì ông TVD, ngụ thành phố Biên Hòa, là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Gonsa, thấy xe ông T lái giống đặc điểm bên ngoài. Biển số xe giống hệt xe của công ty trách nhiệm hữu hạn Gonsa nên đã trình báo công an. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chiếc ô tô ông T mua gắn biển số giả trùng với biển số xe của công ty trách nhiệm hữu hạn Gonsa. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm điều tra làm rõ vụ án, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra thông báo truy tìm chủ nhân chiếc xe Audi nói trên. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh bắt đối tượng cướp giật điện thoại trên phố. Vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 30 tháng 12 tại giao lộ Phạm Văn Đồng, Đào Chi Nhất, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, khi đang dừng đèn đỏ tại giao lộ thì tổ công tác xử lý vi phạm hành chính của đội tuần tra dẫn đoàn, phòng cảnh sát giao thông PC08, công an Thành phố Hồ Chí Minh nghe thấy tiếng chi hô cướp. Cùng lúc, tổ công tác thấy người dân đang đuổi theo chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 59L2 61598 chở hai thanh niên bỏ chạy. Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi theo bắt hai đối tượng trên. Đối tượng ngồi sau bị nạn nhân kéo ngã nên bỏ chạy bộ. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông của tổ công tác đã dùng xe mô tô đặc chủng truy đuổi cùng với quần chúng nhân dân để hỗ trợ vây bắt thành công. Đồng thời, một chiến sĩ cảnh sát giao thông trong tổ cũng được một người dân chở theo truy đuổi đối tượng còn lại. Đối tượng này đã lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường nhưng không bắt được, quá trình truy đuổi đối tượng đã được ghi hình bằng camera. Sau đó, tổ công tác đã báo cáo về đơn vị bằng bộ đàm và nhờ công an phường Linh Tây phối hợp hỗ trợ. Khi đến phường Linh Tây, qua thông tin nạn nhân khai báo thì xác định địa điểm bị cướp giật điện thoại nằm ở phường Linh Đông nên đã chuyển giao hồ sơ vụ việc qua công an phường Linh Đông. Thông tin ban đầu được ghi nhận, nạn nhân bị cướp điện thoại là Nguyễn T.I.N, sinh năm 1984, ngụ tại quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng cướp giật điện thoại của nạn nhân N là Nguyễn Đình Nhật, sinh năm 1998, ngụ Đắk Lắk, ngồi sau xe. Tang vật thu được là một điện thoại di động hiệu Samsung A2 màu trắng. Hà Nội truy xét đối tượng cướp giật chiếc túi xách của người phụ nữ. Ngày 31 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Nho Quân, sinh năm 1982, trú tại thị trấn Nứa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào chiều ngày 26 tháng 12, công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của chị NT ở quận Long Biên về việc bị một đối tượng điều khiển xe máy đi ngược chiều cướp giật chiếc túi xách trong đó có nhiều tài sản có giá trị tại ngõ 239 phố Bồ Đề. Ngay khi tiếp nhận tin báo, công an phường Bồ Đề đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét theo hướng tẩu thoát của đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ ngày 29 tháng 12, công an quận Long Biên đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Nho Quân, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Nguyễn Nho Quân khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Chiều ngày 26 tháng 12, Quân điều khiển xe máy từ phòng trọ ở phố Từ Đình, phường Long Biên qua các tuyến phố. Khi đến phố Bồ Đề thì phát hiện một người phụ nữ đang đi bộ đeo túi xách. Đối tượng đã áp sát và cướp giật chiếc túi xách rồi phóng xe bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, Quân dừng xe kiểm tra chứa lợi phẩm trong chiếc túi, thu được 2,2 triệu đồng, một điện thoại Samsung Galaxy A31 và một số giấy tờ cá nhân. Đối tượng đã lấy tài sản có giá trị, còn chiếc túi và các giấy tờ Quân vứt đi. Đến chiều ngày 29 tháng 12, khi Quân đang ở phòng trọ thì bị cơ quan công an bắt giữ. Thiếu nữ 16 tuổi nghi mất tích, phát hiện định vị điện thoại ở Trung Quốc. Chiều ngày 30 tháng 12, Đại tá Phạm Hoàng Thảo, trưởng công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đơn vị đang điều tra làm rõ thông tin thiếu nữ 16 tuổi bị mất tích. Theo đó, ông Nguyễn Bá Tùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh trình báo việc con gái NNBC 16 tuổi mất tích vào ngày 21 tháng 12. Đến 23 giờ ngày 22 tháng 12, ông Tùng phát hiện định vị điện thoại kết nối Wi-Fi của con gái kết nối tại khu vực đường Bùi Cầm Hổ, phường Đậu Liên, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, đến 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12, ông Tùng phát hiện định vị điện thoại của con gái kết nối vị trí tên Baija Chanwei ở khu vực Thanh Hải, Trung Quốc, sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Hiện nay, gia đình ông Tùng không thể liên lạc được với con gái. Gia đình mong người dân nào phát hiện con ông vui lòng báo về cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất. Hiện công an huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra xác minh thông tin. Đốt pháo đêm Noel, một thanh niên bị khởi tố. Ngày 30 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Thưởng, sinh năm 1992, trú tại xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, vào tối ngày 24 tháng 12, trong khi đang tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực nhà thờ Giáo xứ Phúc Địa ở thôn 6, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, công an xã Quảng Phú đã phát hiện bắt quả tang Đỗ Văn Thưởng đang đốt pháo nổ dạng pháo cối hình cầu có ngòi nổ và phát nổ tiếng lớn trước cửa hàng tạp hóa. Tại cơ quan công an, Thưởng khai nhận đã nhặt được quả pháo này từ biên giới tỉnh Quảng Ninh vào khoảng tháng 10 năm 2021 và đến tối ngày 24 tháng 12 đem ra đốt vào dịp Noel. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định. Huế tạm giữ hơn 300.000 gói thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Ngày 30 tháng 12, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ số lượng lớn thực phẩm chức năng tăng cân, giảm cân không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thảo Vũ và công ty Keli Detox thành phố Huế do bà Nguyễn Thị Thanh Thảo làm người đại diện có dấu hiệu kinh doanh sản phẩm tác dụng tăng cân giảm cân, vi phạm các quy định của pháp luật. Theo đó, ngày 28 tháng 12, Phòng Cảnh sát Môi trường đã tiến hành kiểm tra các kho hàng của Công ty Trách nhiệm Thương mại Dịch vụ Thảo Vũ và Công ty Keli Detox trên đường Nguyễn Sinh Cung và Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sản phẩm như Diet VIP giảm cân, cà phê giảm cân, Keli Slim Body Gel tan mỡ, Keli Healthy Food bột ngũ cốc, Keli Matcha trà sữa và một số mặt hàng khác. Thời điểm bị kiểm tra, đại diện hai công ty không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hồ sơ công bố chất lượng của các sản phẩm kể trên có dấu hiệu vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, nên lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập biên bản tạm giữ các sản phẩm gồm 5.720 hộp với 301.300 gói. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh TV 24 giờ.